chúng ta có ca sĩ, diễn viên, hoa hậu. Thì ngày hôm nay chúng ta đã được gọi là giao thoa buổi sáng ở ngoài sân khấu rồi. Thì có mấy tiếng ngọt cũng vui rồi. Thì giờ đến lúc phải chia tay. Những người năm ngoái là gồm có Rick, Tấn. Chơi năm ngoái tới năm nay. Năm nay thì có bài bạn mới. Thì bây giờ thì mọi người có muốn một cái game nhỏ nhỏ trước khi mình ra về hay không, hay là thôi về luôn? Chơi game đi. Chơi đi. Em đi. Chơi game nha. Kết nối tình cảm. Lưu luyến tụi tôi đúng không? Đúng vậy. Rồi, mời tất cả qua đây ngồi. Rồi bây giờ mình chơi trò chơi đơn giản thôi. Mình chơi để nhịp cơ thể ha. Yeah. Nhịp cơ thể là sao? Ví dụ, anh 1, 2, 3 thì Tấn của y chạy như vậy. Đó. Ví dụ Will 1 có nghĩa là đi ngược lại. Tấn hiểu chưa? Em chắc chắn chưa hiểu. Một mà đi ngược lại là anh Tuấn làm cái gì? Là một hả? Một hoặc là ba. Nè. À. Lady có nghĩa là một thì qua trái, ba là qua phải. Ba là đi tiếp. Thì đó là một là một qua là trái, ba là qua phải. Vậy sao thua, biết ai thua anh? Ừ sao thua? Sẽ thấy liền ngay bây giờ. Ai bị liệu là thua. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Chơi đi thua biết liền à. Nhưng mà cái này phải chơi nhanh. Đúng rồi, đúng rồi, là nhịp mà. Nè ví dụ nha. Nè cái này cũng sai nè, không có nhịp nè. Là gì vậy? Trễ một nhịp là coi như là đó. Rồi, ok. Hiểu chưa? Là quan trọng cái người đề ba đầu tiên á. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Bắt đầu. Hai người bị đó là Tiên. Tiên với Dưới Tấn. Anh Tuấn. À đúng rồi, Tấn quay tới anh nhìn đúng anh rồi, chưa? Đúng rồi, Tấn không chịu đập. Đúng rồi. Được. Hoặc là trong thời gian mà Tuấn chưa kịp đập là Tiên đập, là Tiên bị trước. À, ok. Hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi, xé nhát thôi. Wow, trời. Nhờ vậy là mọi người mới hiểu cách chơi đúng không anh? Xé nhát thôi nha. Mấy người cái miệng cũng ghê gì chứ. Mọi người cố gắng cho làm sao để tất cả đều chơi ha. Chơi đi. Đâu? Đúng, em thua rồi, trễ nhịp rồi. Quá trễ anh rồi. Anh trễ nhịp. Dạ. Đúng. Sẽ nhả không hay là... Không quá. Em không kịp chứ em quýnh bà. Ai vậy quá. Bé Tiên này ghê quá. Không quá. Rồi bắt đầu nè. Rồi Tuấn bắt đầu đi. Đúng không? Đúng, đúng rồi. Đúng, đúng. Ủa? Tỉnh táo lên. Tỉnh táo lên. Lẹ dưới anh. Tại vì anh Giang đi rồi. Trời, bé Tì vô nhanh quá nha. Hay quá, hay quá. Quá. Chứ em này em còn không biết luôn á. Bé Tì hay quá. Rồi. Biết chạy bắt đầu tôi biết. Một cái được ai. Ủa em nghe bên đó ba cái mà. Thì phải chứ. Đừng cãi, đừng cãi, năm người. Rồi, bắt đầu từ tiếp tiếp. Anh hiểu. Cái tay em nó để dưới đây, nó phải có cái độ trễ lên chứ. Chứ em đâu có để sẵn. Thôi, đừng. Anh Giang này. Bắt đầu từ em. Ba, mọi người. Từ, mọi người có quyền nói chuyện hay là có quyền ôm chầm để bật đẹp. Họ phân tâm. À, okay, đừng nhưng rồi, mà okay. Vấn đề là em nói chuyện cũng bị phân tâm luôn. Ý, cái gì vậy? Ủa gì hai cái ba cái mà. Em hiểu không? Quyền nó giỏi vậy. Em thấy cái gì đó. Đúng rồi. Bất ngờ vậy đó. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa anh ơi, anh đi coi sân khấu hay sao mà vỗ tay dữ vậy? Đánh đủ cái được mà. Ủa đánh được 3 cái thôi hả? Được chờ được 3 cái. Ủa xong nói sao? Đánh chờ được 3 cái tự chế là 4 cái là tự sát đó. Ủa chỗ người ta sắp làm. Làm gì vậy Tấn? Ủa tưởng đi đường vòng đây nữa. Đâu tôi đang đánh đúng rồi. Đúng rồi, biết đúng rồi. Đúng không? Rồi, anh Tấn. Anh Tấn. Chưa. Sao? Cái gì em bị chậm? Cái không gì phải, bị chậm? Em bị bông gân. Em chơi mấy ngày nay không? Cái tay em là đang nè, đang nè. Chứ cái nó bị... Anh Giang sao á? Thiệt đó. Trời ơi, tiền đã giờ chưa bị một cái gì luôn. Quá. Ủa sao vậy?
thấy chú theo dõi. Ông là Happy tiền đình tốt quá. Rồi, chúng ta bây giờ sẽ chia làm hai đội. Một đội là tôi sẽ mời khách mới vào phòng, và khách cũ là do Phát La tiễn về. Dạ. Giờ chia tay nhau đã đến. Rồi tàu thét vang, chúc anh em chúc sức khỏe nha cả nhà. Dạ. Hôn Tiên ơi, em được phòng này nè Tiên. Dạ em thấy rồi. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Ủa, rồi anh tiễn em đi vô luôn. Hẹn gặp lại. Bye bye. Em giữ sức khỏe nha. Vâng. Nhớ biên thư về cho tụi anh nha. Có gì gửi thư vô bồ câu cho em nha. Rồi. Sao giống đi quân sự vậy? Bình rịnh quá, bình rịnh quá. Cứ dẫm lên cỏ thoải mái đi, cỏ của gian mà. Ba anh em mình ở chung với anh. Đâu có, hai đứa em ở chung này. Đừng có gì chiều thì mình nằm tâm sự nhau. Dạ. Đó, trời ơi. Vô. Nhớ cái cảnh hồi xưa. Xưa sao? Dành phòng, dành giường. Cô ba. Cô ba nghe. Chuyến này chúng tôi đi về. Đúng rồi. Lành ít dữ nhiều. Trời ơi, gì vậy? Lên trên đó nhớ báo chính quyền xuống cứu cô ba nha. Cô ba bị trường Giang ép. Cô ba bị cậu Giang hành hạ dưới đây. Hành trang đã bỏ sẵn lên xe rồi đúng không em? Rồi. Đúng rồi. Bye bye mọi người. Bye nha. Ôm cô ba một cái thân thiết. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Tình ta mênh mông như biển trời, nhưng chí chàng còn rộng lớn hơn. Bằng. Bye cô ba nha. Bye ba nha. Bye nha, em giữ sức khỏe nha. Dạ. Trời ơi, mới đây mà nhớ quá. Ờ, nhớ lắm đây. Thiệt á. Tạm biệt nha. Về ha. Về anh ơi, cảm ơn anh. Về anh, tạm biệt. Đang tính nói xấu anh Mạnh ra cái gì. Thôi bye bye. Tạm biệt nha. Xích bèo vô. Rồi. Anh em mình vô. Khổ ghê. Cửa. Room service please. Dậy chưa? Dậy chưa? Trời ơi, gái tôi nó ngủ nè, đã chưa? Con ngủ đã không hả con? Đã không? Để tám lâu lâu mới được về được nghỉ á. Trời, cái mặt bả còn phê kìa. Wow đó mọi người. Ngủ. International đó. Ngủ dậy cái tự nhiên mặt có máy cấp sẵn luôn nha. Hay quá trời, máy cấp tự động á. Phấn nó ùa về. Mặt mọc nha, từ sáng giờ là quay để mặt mọc hết trơn á. Trời ơi. Trời ơi. Anh còn em liền không? 15 phút. Cần em liền thì em ra không? Thôi. Trời ơi, nhanh lắm. Thôi 15 phút rồi tém lại quần áo tóc tai rồi vệ sinh đi cho người nó khỏe khoắn đi. Nói vậy thôi chứ. 15 phút. 30 phút đi. Trời ơi, quăng đi. Quăng miếng đó mọi người, cái đó gọi là miếng hài đó mọi người. Tỉnh đi rồi ra chứ ra nó cũng phải điên nữa. Quăng miếng rồi nó mới em tỉnh hả? Hay quá trời. Rồi. Ủa đã không? Let's go. Ok, 15 phút nữa gặp lại. Let's go đồ. Thôi, còn phòng này anh cứ đi. Em kỳ quá. Qua hậu thì em kêu còn hả? Mẫu hậu thì em để cho anh không à? Vậy, ủa sao em bị xuống đất anh nằm dễ tí? Em hả? Em là cái sân chơi của em. Sân chơi của em. Ủa, nó có ra mà xong lấy ra. Em đâu có ác tới mức quá cái nằm gì đó khổ dữ. Nè, đây ST bị đầy nè mọi người, ST bị phân biệt nè. Vậy là biết hồi xưa trong 365 là cũng vậy. Hồi xưa trong 365 ST có lau nhà, nấu cơm, rửa chén rồi thôi. Nhỏ nhất mà. Không, em có lau nhà, rửa chén. Vậy hả? Không có nấu cơm. Vậy hả? Dễ lắm mọi người, máy quay chỉ cần ra một cái thôi là Will sẽ bị nó đánh. Rồi, ngày hôm nay mũ gì ghẻ. Ngày hôm nay có nhiều sự tập phanh phui quá. Ừ. Tại sao đánh? Ác đầu yêu Will lắm. Vậy hả? Hồi trước là nó là 365 là Will phải bắt nó bắt buộc Will là phải ký một cái hợp đồng là diễn. Nó là người bị hại, Will là người hại nó. Ồ tính là tôn kiếp luôn á. Là hả? Bỏ tiền nó làm. Đến bây giờ mới dám tôi nói nó sẽ hợp tiền cho mọi người biết. Trời đất ơi. Khủng khiếp vậy. Bao nhiêu năm trời giấu giếm. Không có chấp nhận. Khổ tâm. Nãy nè, mọi người vừa kêu mọi người vừa mở cửa xong cái nó kêu nhảy xuống. Bắt đầu phải luôn. Rơi luôn. Quá khủng khiếp. Còn hợp đồng không lấy ra cho coi. Bây giờ mình chơi với nhau một trò chơi đi. Chơi gì? Nằm xuống ai ngủ trước. Thôi anh thua. Nếu mà trò chơi đó là không à. Lần ngôi cái quy thắng á. 3, 2, 1. Hay vậy.
đi rất nhanh lắm. Ăn được ngủ được là tiên đó. Giờ chuẩn bị đi, mình ra vòng vòng đi mình chơi thôi. Chơi nhẹ nhàng. Có bơi hồ bơi không? Có đây có hồ cá coi thôi. Đây hồ cá coi với lại phía sau có suối cũng bơi bơi. Suối bằng dưới. Rồi, 10 phút chuẩn bị. Bây giờ vậy, em muốn đấu với ai? Xong đấu. Xong đấu và... Anh nghĩ em nên báo thù cô ba. Vác ra. Ủa gì vậy? Sao cô này? Ba. Cô ba, điểm đến của mọi nhà. Ấy là mối thù của tất cả mọi người đó. Mời ngồi xuống đối đầu. Rồi. Rồi, mỗi người một bóng, mỗi người một game. Chưa hiểu lắm nè. Chết là sợ quá vậy. Trời ơi. Ba tổ chức sẽ có câu hỏi, ai trả lời trước mà đúng thì người đó không sao, cái người còn lại bị chích. Còn như ai trả lời trước mà sai tài lanh người nào bị chích. Rồi. Những câu hỏi thú vị mà cuộc sống của chúng ta thôi, không có gì khó khăn. Dạ, câu hỏi đầu tiên, chim gì nặng 10kg? À, cái gì khó vậy? Chim yến. Chim. Chim yến chính xác. Chim. Chim yến chính xác. Tấn tại yến. Yến. À, là đây, là đúng. Trời ơi. Chơi với ST. Đúng. ST cái này hay lắm. Đúng rồi. Nhanh quá. Quán quân của nhanh như chết mọi người ạ. Trời ơi, 10 điểm. Câu hỏi thứ hai, con gì hai đầu chín đuôi? 29. Trời ơi. May quá. May quá nãy không chọn ST đâu nghe. Không, số đầu là số 2 cho chín. Sao mà hay dữ vậy trời. Số đuôi là số 9. Hiểu chưa? À đó. Cái này chậm lắm. Cố lên, cố lên. Hay là mình xuống hồ mình chơi luôn cho nó nước rồi. Khi nào con bò là mẹ của con ông? Hả? Khi nào con bò là mẹ của con ông? Rồi, thằng có kết quả chết hết. Dạ, đáp án là khi mình đánh telep sai. Trời ơi. Quá này khó nha. Khó. Chơi tôi chưa có chứng chỉ. Dạ, mình không biết internet nữa chứ. Mình lấy cái Unicode Mini thôi. Tôi đề nghị lấy những câu hỏi thú vị bên cuộc sống của chúng ta đi. Đúng rồi. Ủa, ba câu hết rồi. Đã rồi. 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 ST thắng. Nhanh chỉ làm đâu tiếp. Không, cái ít nước mày. Tập lấy cái này nhiều. Em chỉ làm theo luật thôi mà sao anh một nước đâu hết rồi. Anh hẹp hòi quá vậy. Rồi xuống. Em chỉ làm theo lệnh của tù trưởng thôi. Anh sẽ để xác xác cho ướt hết, không sót một miếng nước nào cho người em. Có ai nói gì không? Nếu cả hai không trả lời, hãy tha cho em. Chắc chắn cả hai sẽ bị chích. Nước nên vô hãy cứu một người. Nên hãy cứu một người. Hỏi gì cho tôi biết nha. Câu hỏi đầu tiên rất dễ à. Con gì đầu dê mình ốc? Quá dễ. Con dốc. Anh ơi. Anh ơi. Chưa kịp suy nghĩ gì luôn. Sao đã ghen nhường với em? Dạ tiền. Trời ơi. Thôi để anh nhường với em. Tại vì cái đầu anh nó nhạy quá chứ. Rồi. Từ gì 100% người Việt Nam đều có lòng sai? Từ sai. Yeah. Từ sai. Yeah. Dữ quá tiền ơi. Sợ gì? Sợ gì? Anh nhường bánh cho anh. Bánh nè. Nhường bả thì bả nói mình xạo. Còn không nhường thì bả chửi. Sao cho vừa em? Đang một đều á. Tiền ơi. Tiền. Bỏ ngoài, nướng trong, ăn ngoài, bỏ trong là gì? Tiền. Bỏ ngoài, nướng trong. Bắp. Quê. Quê. Anh em mình quê. Hello, chúng ta cùng chiến thắng. Chúng ta là tiền trước. Là béo. Không, bắp. Tiền trước không. 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 Không nghe quá. Chắc mẹ. Rồi, như vậy là Tiên thắng lượt này. Tiên sẽ đấu với ST. Trời ơi. Vậy tại sao phải thắng gì anh? Tại vì đấu được qua mà. Ăn qua. Ăn quán cơm anh miễn phí trọn đời. Em có được không? Ai thắng thì được. Ai thắng mới được. Chết rồi. Không, nhưng mà nghe quán cơm cũng đang suy nghĩ nè. Thì đúng. Hay mình là được nửa đời. Kể từ đó anh Trường Giang thấy Tiên và ST cứ đến quán anh Trường Giang mãi thôi. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 gọi tên Đoàn Kim Ngân quê ở đâu? Là Long An. Đúng không? Trời ơi, gái chứ không được. Gì kỳ vậy? Ủa, là sao? Ôi, Tiên ơi, mình không bể trời ơi, Tiên ưng làm sao ai mà cũng nhường em luôn á Tiên. Ôi,
Nhưng mà anh ấy thì làm sao biết Thiên Ngân quê Long An? Đúng rồi, phát la mới biết. Đấy, chết chết nữa. Câu thứ hai. Tìm sai trong câu hát dưới ánh nắng sương long lanh chiều cành hồng khoe sắc thắm. Cái này tôi dưới ánh nắng sương long lanh. Dưới ánh nắng sương long lanh chiều cành chiều. Chiều cành. Ủa cái gì? Dưới ánh nắng sương ba, long lanh. 3 giây rồi, chết đi à. 1. Cả hai. Quá yếu. Dưới ánh nắng sương lanh chiều cành hồng khoe sắc thắm. Khoe phải khoe sắc khoe chứ. Ủa là ủa trời ơi trời nãy giờ tưởng là chuyển câu sai thiệt trời ơi em thấy nó đúng rồi mà ta những câu đố thú vị trong cuộc sống đúng rồi vậy là hiện tại là ST vẫn còn đang bị dẫn trước 1-0 dạ câu đố này sẽ coi hai người có huề không cố lên huề đó anh hy sinh thân anh cho em đó tí trời ơi ghê quá cái gì đánh cha đánh mẹ đánh chị đánh em mà không bị xã hội phản ứng trời ơi quá dễ đánh cha đánh cả bạn đánh răng máy tính máy tính bạn chạy đánh răng máy ủa máy tính máy tính ủa mãi tính mãi tính mãi tính là tiền đánh chữ cha đánh mẹ ủa cũng đúng đánh chữ là mà ai đánh mẹ đánh máy cũng là đáp án chấp nhận được ủa cũng đúng hả hiện tại tỷ số đang 1-1 bây giờ câu này để phân thắng lại câu cuối cùng cũng sẽ dễ thôi ạ à. Dễ thôi chuẩn bị nè phát vô ai sẽ là người đạt được giải ăn cơm 10 khó chọn đời Tiên ơi, đừng có làm anh xấu hổ em Tiên. Chỉ có mong muốn là ăn mì quảng trọn đời thôi nè. Dạ, câu cuối cùng của mình. Trên nhấp dưới giật. Cái gì, cái gì, cái gì? Làm gì? Trên gì? Nhấp dưới giật. Trên nhấp dưới giật. Là đang làm gì? Trên nhấp dưới giật. Câu cá hả? Chết cái gì ạ? Thôi! Hay quá Tiên ơi. Trên nhấp. Nhấp là nhấp gần câu á. Nhấp dưới giật. Em tưởng là nhấp chuột không à? Trên nhấp là mình nhấp nè, còn dưới giật con cá nó giật cái mình kéo lên. Dạ. Tự nhiên con chuột trên nhấp bởi chân bị dưới giật điện hả? Tự nhiên con chuột. Vậy là Thùy Tiên đã thắng, xin chúc mừng. Yeah. Hôm nay không thì thấy cái ăn cơm ăn của anh thì cứ gọi cho anh là sẽ không phải cho tiền. Mà thì không anh. Thiệt. Chứ nãy em nghe mọi người nói là không cũng... có cái thẻ. Không có, chỉ cần gọi cho anh thôi. Tại vì anh đâu biết khi nào mình tới. Bao nhiêu người cũng được. Mà anh, mà anh cũng ít bắt máy. Thì đó. Ủa sao anh em ekip vỗ tay như vậy? Trời ơi, ai cũng được hứa rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đã có người chiến thắng đó là Thùy Tiên, xin chúc mừng. Ừ. Quá trời. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ tham gia một trò chơi lớn của Destiny, nhà trò Destiny và nhận giải thưởng dưới 1 tỷ đồng ạ. Dưới 1 tỷ đồng. Chưa xứng đáng những nỗ lực của chúng tôi bỏ ra. Tiền phẩm nữa. Ủa? Dạo này dữ ha. Dạo này dữ ha. Rồi đi học sức xong. Hồi xưa là có người mời cái chụp, còn hôm bây giờ tự bung tự chụp. Trời ơi. Hồi nãy đi đường á, họ tự hỏi mà không ai trả lời luôn. Ở chung chùa bay thấp thì sao ta? Sao ta yếu không ai nói trả lời. Không ai nói. Lực chơi, trò chơi giải mã có tổng cộng 4 chặng, hoàn thành được chặng 1 sẽ tiến đến chặng 2. Ai là người khám phá kho báu ở chặng cuối cùng sẽ sở hữu món quà khủng từ chương trình. Chặng đầu tiên được mang tên Nào mình cùng lắc. Mỗi người chơi sẽ đeo một dụng cụ đựng bóng bàn vào eo hoặc mông. Tất cả người chơi phải vận động cơ thể, làm sao để bóng bàn rơi ra khỏi hộp càng nhiều càng tốt. Sau thời gian 2 phút, trong mỗi hộp còn không quá 8 quả bóng bàn sẽ nhận được gợi ý tiếp theo. Vô. Xin mời. Rồi lắc cho nó ra trái banh là được đúng không chị? Dạ đúng ạ. Là xoay ngược lại hay là xoay tới? Dạ. Đây nè. Thì anh ST muốn là lắc ở phía trước hay phía sau gì miễn mình thấy thoải mái là được. À. Chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. Ủa lắc cái gì hả? Ủa cho người ta ra cũng lắc. Tốc độ của anh Trường Giang đang là được nhất ạ. À. ST có cố gắng nhưng không may mắn lắm. Rớt kìa. Rớt chứ vậy? Rớt hết đi à. Còn bao nhiêu cá ở đây vậy? Trời nhiều quá vậy. Nó bị dướng đây nè. Ủa bao nhiêu cá đủ? Ủa cái gì vậy? Trời ơi như gà đẻ. Không được em ơi. Còn 10 giây cuối cùng. Rồi, 10 9 8 không được ta. 7 6 Ủa sao nó còn hoài 5, vậy? Sao nó còn hoài vậy? 4 rồi, còn hết. 3 Như nào? 2 Hết rồi. Hết giờ. Hết rồi. Dạ xin mời mình kiểm tra bóng bàn. Trời ơi em quá nhiều. Anh cũng quá nhiều. Trời ơi. Tôi còn có một quả hay gì nó không ra. Phát la còn bao nhiêu ạ? No. Quá trời. 4 Gì?
Ủa sao kẹt? Nó bị kẹt. Ờ bị kẹt luôn, ăn có bị kẹt nè. Em rắc nó kêu hoài. Hả? Ti còn không? Còn 7 quả lận nè. Luôn. Giỏi vậy. Còn 7 quả luôn. Em để lỏng. Rồi tôi được mà tôi 3 điểm. Dạ, anh Giang được 3 điểm. Anh Will còn nhiêu ạ? 7 quả. Phát Lan còn 4 quả. Vậy Will là với anh Giang được. Tiên được 2 điểm. Yay! Phát Lan 1 điểm và Will 0 điểm. Rồi. Dạ. Rồi ý địa điểm tiếp theo mà cả 5 thành viên cần chinh phục. Hỏi ôi những thứ ăn liền, ra đường chụp chẹt, liên thiên đủ điều. Là gì? Hỏi ôi những thứ ăn đố liền. Hả? Đố hả? Ra đường chụp chẹt, liên thiên đủ điều. Đây là địa điểm tiếp theo của cái map mình, trò chơi của mình. Hỏi ôi những thứ ăn liền. Ra đường chụp chẹt, liên thiên đủ điều. Thấy chưa? Ra đường mà. Ra đường chụp chẹt, ăn liền. Những thứ ăn liền. Những thứ ăn liền là mì ăn liền. Mì ăn liền. Mì ăn liền là khối mì. Ra đường ăn ngoài đường là chụp chẹt là chụp hình, chụp hình. Ở gì á? Tất cả nó lui về nghe nhiệm vụ ạ. À? Ở gì á? Ủa. Chụp hình là cái cùng anh một chiếc lá mì màu đỏ. Cái gì anh nói lại? Chụp hình cùng một chiếc lá mì màu đỏ. Nhưng mà gì? Lá mì hả? Kiếm cái lá mì màu đỏ. Lá mì rồi. Màu đỏ là sao? Lá mì màu đỏ đâu ra? Lá mì màu đỏ là cái gì ta? Là cái lá mì màu đỏ. Lá mì màu đỏ. Cái này có phải là màu đỏ không? Không. Không. Lá mì màu đỏ hả? Đi hèn gian á. Đi hèn gian đi. Ha, tôi có ý kiến này. Lá mì nhà mình có tiếc không ạ? À? Ủa lá mì màu đỏ đó là sơn hay là dính cho nó màu đỏ ờ, hả? Ờ, nó là cái gì ta? Hay hỏi quá. Lá mì nào? À! 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 Đâu? Không, đâu? Anh té thôi. Anh sợ té thôi. Đường từ miệng mà ra. Mà hồi nãy có thấy dấu ở đâu không ạ? Hồi nãy có thấy cái dấu cái lá đó màu đỏ ở đâu không ạ? Dạ không thấy, cảm ơn cả nhà mình. Ủa? Trời ơi! Ủa? Có nhiều lá mì màu đỏ hả? Thôi. Ủa có hai cái còn nhiều lá mì màu đỏ không ta? Đây lá mì đây. Rồi, lá mì đây. Phải tạo dáng theo cho yêu cầu của tôi. Đây nè, đây nè. Yêu cầu Will đá nai ạ. Anh cầm cho, anh cầm cho. Rồi. Đây nè, đây. Rồi, hay quá. Dậu. Rồi, hay quá. Dậu. Rồi xong chưa? Cho mượn đi. Ủa? Ủa? Ví dụ cho mượn. Bắt tay nhau, một cú bắt tay để đá tất cả mọi người ra chuồng gà. Ủa sao anh hay quá vậy? Thôi anh lấy đi. Cho em chạy trước đó, anh tìm nha. Nhanh đi. Chạy nhanh đi. Thế để em tìm phụ anh. Ôi. Đây Tiên ơi, chạy rồi. Tiên ơi. Tiên đi. Đúng không? Rồi đi. Ê, có cái gì có gai dưới đây nè. Ê Tiên làm có lá đâu, lá của người ta mà. Thôi anh ơi. Không chấp nhận à. Phát là tạo dáng con mèo đi ạ. Con mèo. Ghê quá, con mèo đâu. Con này là con điên. Con này là con điên. Ok. Ghê quá, con mèo đâu. Con này là con điên. Con này là con điên. Ok. Một chiếc lá đỏ. À thấy rồi. Đây. Thì Tiên diễn tả một hành động của một nhân vật nổi tiếng á. Mà mọi người đều phải nhận ra. Mọi người đều nhận ra hả? Dễ mà, bình thời trang của ai? Ai vậy ta? Marilyn Monroe. Lá này là tự tìm ra hay tự là tự tìm ra à? Rồi, cái đầu ạ. À? Trời, khó quá vậy. Chết rồi. Ráng anh ơi. Rung. Cảm ơn. Em cảm ơn. Rồi, tất cả cùng nghe gợi ý của địa điểm tiếp theo ạ.
Trời ơi ngó xuống mà coi, nam thanh nữ tú hội hè cùng nhau, hình ảnh thật đẹp làm sao, ở trên tấm bảng ngọt ngào đáng yêu. Phát ơi, Phát biết trước gì hả Phát? Không có, hồi nãy ở kia nhìn tấm hình. Ở trên tấm bảng ngọt ngào đáng yêu hả? Nam thanh nữ tú ngọt ngào làm sao? Nam thanh nữ tú là mình đó. Trên tấm bảng nam thanh nữ tú. Ủa cái gì vậy? Đây đây đây. Ủa mà làm gì vậy? Làm gì tiên kiếm lên? Trên đó rồi. Ở trên tấm bảng ngọt ngào đáng yêu. Tôi đầu tiên. Ủa? Vườn xuân hoa nở muôn màu, anh em trà tửu cùng nhau nói cười. Trà tửu hả? Trà tửu là cái là nhà gỗ á. Đâu chạy đâu dữ vậy mấy cha? Trà tửu chạy đâu vậy? Ủa sao cái đường này sao vậy? Ủa sai rồi, sai bảo đảm luôn. Anh em trà tửu là đây. Rồi. Trà tủ là ở đây chứ uống trà mà. Anh Giang đi đâu kìa? Theo anh Giang đi. Ủa? Anh đi sai rồi, kệ đi. À, bàn trà phải không? Bàn trà mà có thấy gì đâu. À, bàn trà phải không? Bàn trà mà có thấy gì đâu. Phát La cho chúng tôi biết là tại sao Phát La chọn ở đây à? Xin mời phân tích ạ. Vì trà tủ là cái chỗ mà tôi hay uống trà ở đằng kia. Mà ở đây cũng là cái chỗ mà mọi người hay hàn huyên buổi tối. Nói cười là sân khấu hả? Đúng rồi. Anh em liên thiên là mình hay ngồi đây nè. Còn gì đây nữa không? Bây giờ là vì Phát La là người tìm ra địa điểm này đầu tiên cho nên Phát La sẽ được lợi thế vào thẳng chung kết. Bốn người còn lại mình sẽ tự chia cặp đấu. Rồi em đâu có đấu, em vô thẳng rồi. Rồi ai đấu với tôi? Anh Will. Em với anh đi. Sợ bà nếu mà em sợ ST. Tôi với ST. Cuộc chơi của chúng ta là trong vòng 1 phút mình phải làm bể bong bóng của đối thủ nhưng không được rời khỏi cái vòng tròn này. 3, 2, 1 bắt đầu. Tự nhiên tôi nhức rồi. Em hết rồi. Em còn một cái. Em còn. Tôi hết rồi. Rồi, như vậy là anh Giang thua ST vào vòng trong ạ. Xin mời cặp đấu thứ hai. Anh đừng có bóp bóng bể nha, anh chỉ quăng nó ra thôi nha. Sao được, phải bể cho ta nhí kìa. Ủa đâu? Phải bể. Bể. Cái này là hên xui thôi, sự cố thôi. Mình có lời yêu thương gì muốn nói với nhau mà. Em chỉ muốn nói với anh là em rất sợ bong bóng bể. Anh cũng sợ anh bể các em. Mình bắt đầu nha. Rồi. 3, 2, 1 bắt đầu. Chưa. Ủa nó không bể luôn kìa. Dứt tiền, dứt, đúng rồi. Quánh luôn. Trời, tiền mà thắng thì cười chết luôn á. Vậy mà ổng bảo ông nhường phụ nữ. Vậy mà ổng bảo ông nhường phụ nữ. Trời ơi, chạy quá tiền ơi. Bóp em. Hai, trời ơi, đang có băng tay lợi thế. Trời ơi. Tiền ơi, hồi xưa giật còn dữ lắm mà em. Còn cái nhỏ Tiên ơi, còn cái nhỏ chiến thắng. Ủa còn hút. Còn 3 trái nhỏ, Will còn 3 trái nhỏ. Trời ơi, trái nhỏ xíu. Tiên cũng còn 3 trái. Năm. Bảy ra ngoài đi. 3, 2 trời còn mấy giờ. Trời ơi. Anh còn không? Sai lưng. Will còn 2, Will 2 trái. 2 trái nhỏ à, bố. Will thắng à. Ôi trời. Bây giờ mình sẽ đứng đấu mặt với nhau. Mình dùng tay, mình chỉ có được đẩy nhau thôi. Ai mà lùi cái chân về phía sau người đó thua. Đẩy vô tay thôi hả? Dạ, đẩy vô tay, vô vai hoặc vô đâu cũng được. Nói chung là mất trụ là thua đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay. Đẩy thôi, đẩy vui hơn. Chúng tôi đang tái hiện lại cái nhóm này nè. Hay quá em đi ơi. Ôi, hay dữ vậy. Vậy là ST đã thắng cuộc à. Yeah. Hồi xưa trong nhóm cũng lộn vậy đó. Đúng rồi, nhưng mà rã đó. Bây giờ thì mình sẽ có trận đấu cuối cùng. Trời ơi, xin mời Phát La và ST ạ. À. Ủa? Mình sẽ quảnh tù xì thôi để mình nhận cái hint cuối cùng. Ai chiến thắng người đó sẽ có gợi ý. Gợi ý về cái địa điểm tiếp theo á thì tùy là mình có muốn share cho đồng đội hay không thì tùy mình. Tội nghiệp ST quá, nãy giờ nó dữ dằn lắm mới vô được đây. Thôi cho không ST. Sao? Em ra cái búa. 1, 2, 3.
không tin tôi. Em hòa bình quá thì anh cũng hòa bình với em. Chứ em không lòng tin người. Nhau. Lòng người không tin nhau. Không, thật ra em không muốn thắng như vậy. Tại vì có Miss Grand Hòa Bình đây đứng ở giữa nữa. Chẳng lẽ mình làm một cái cuộc chiến nó quá ác liệt đúng không? Thôi tự giả tạo quá. Nè, giờ em ra cái bao. Nơi lạnh nhất có phải là Bắc Cực đang lòng người. Lòng người. Không đâu, nơi lạnh nhất chính là những cái miếng em quăng ra đó. Đúng luôn. Lạnh hơn lòng người nè. Quảnh tù xì. Lòng người. Cảm ơn SC nhận gợi ý của mình ạ. Mình có thể share cho anh em hoặc là mình có thể giấu riêng cho mình. Trời, ráng ra phải share cho anh em. Nhưng mà giờ xin hỏi là anh em vẫn còn trong cuộc chơi không? Dạ vẫn còn, nếu mà mình đi theo là như thế nào đó. À, mình vẫn còn cuộc chơi nha. Mình cứ đi theo thôi. Mình không có cái này thôi. Em nghĩ rằng anh ST đọc xong anh ST cũng sẽ nói cho mình thôi. Không, ST không hiểu rồi để. Nhưng mà không biết. Bây giờ mình sẽ bây giờ quả tù xì đi. Người tiếp theo sẽ được em truyền, em đi trước. Xong rồi mà truyền từ từ. Thôi mệt quá, coi chung ba người đi, bọn em đoàn kết lắm. Đây chính là lòng người. Đấy. Gió đưa cành chú vàng chi tiền con sợ. Ủa gì? Ủa? Gió đưa cành trúc vàng chi tiền con sợ. Ủa gì? Gió đưa cành trúc là nè. Cành trúc ở đâu có trúc? Chi tiền. Nè. Nhưng bây giờ tìm con số ở đâu? Nè mấy cái này không? Ủa cái gì đó phải không? Không phải. Ê, cái này password đấy mở. Phải test thì nhớ đi. Cành trúc la đà hay là cành trúc nào la đà nhất là được không? Ủa cái hộp đâu? Nó là cầm mình nó rồi sao ấy? Làm sao bạn đó chưa tìm ra cái hộp đâu? Anh ST ơi. Cái nội đâu vậy? Trời, anh nghĩ anh biết mở số 2 ta. Số nhà hay là ngày sinh của em bé. Đúng rồi. Đúng. Google giờ sợ đi. 8 tháng 11 phải không? Tháng đầu tiên của năm. 9 tháng 2. 9 tháng 2, 9 tháng 2. Có cái 1 ở đây nè. Có cái 1 ở đây, anh lấy thêm cái 1 ở đây nè. Nè, 173. Bây giờ phải nhờ Quyền trợ giúp thôi. Hoặc là hả? Anh với em bắt tay đi. Bắt tay, em thấy rồi. Anh cứ tìm vòng trong đây đi, nó nằm đâu trong đây đó. Con này sinh ngày 22 tháng 1. 22 tháng 1 hả? Hay là số 112 không? Ủa, không phải. Cái gì tiền? 22 tháng 1 số 112. Ủa? Chương trình xin thông báo vì anh ST mạnh tay quá, anh ST đã tự mở mà không dùng khóa. Cho nên nếu bây giờ ai là người mở được cái khóa đầu tiên thì người đó có cơ hội sở hữu được một cái loa, một giải thưởng rất lớn của chương trình. Rồi, anh với em phải bắt tay mới được. Không, tại vì anh đang giữ cái chìa khóa, em không thể nào mở ra được. Anh giữ chìa khóa gì? Có không? Đâu, có, anh đang giữ cái chìa khóa. Đưa ra anh coi. Thì ra đây bắt tay. Chìa khóa đâu? Móc ra. Gì? Phát la kiếm ra được rồi. Ủa kiếm là gì? Mở ra được rồi hả? Tôi chưa có chìa khóa. Ủa là sao? Anh đang giữ chìa khóa, Anh đang giữ chìa khóa. Thì móc ra. Nhưng mà cái ổ khóa là mình chưa mở mà mình đập đúng không ạ? Không có đập. Tại vì ST đang dặn cái nó rứt ra. Đâu cái hộp đâu, cái hộp đâu? Gió đưa cành rút mà đàn là chắc chắn là cành rút rồi. Em mở ra vậy thì em thấy nó rồi. Rồi, cái bị xúc ốc. Cái này là lỗi kỹ thuật chứ không phải là do ST rồi. Vì ST tìm thấy rương đầu tiên nên ban tổ chức quyết định ST có 1/3 cổ phần. Phát là tìm thấy rương trong bếp nên cũng sở hữu 1/3 cổ phần của giải thưởng. Ba người còn lại là anh Giang, Will và Thùy Tiên, ai mở được khóa số sẽ sở hữu 1/3 cổ phần còn lại. Mọi người có thể thương lượng với nhau để sở hữu giải thưởng của chương trình, đó là một chiếc loa hiệu JBL. Dạ rồi, đồng ý luôn. Ủa vậy chứ tôi tìm được cái hộp này để làm gì? Bây giờ mỗi người một lần đi. Chị mỗi người chọn. Mỗi người chọn một số đi. Rồi luôn. Anh Giang mở được. 221. Dạ đúng rồi, xin mời anh Giang nói về cái không số biết này. Sinh à, con 22 tháng 1 à, tính là ngày 23 sanh. Thì 22 anh sẽ bay về, anh từ miền Trung bay về. Thì 23 là anh đưa vợ đi đẻ là quá đẹp, đúng không? Không, sao 22 con anh đòi ra? Lúc vợ anh đẻ là anh trên máy bay mà, đâu có anh đâu. Mọi chuyện là tính trước đâu qua trời được. Dạ. Cho nên anh mới đặt tên con anh là Thiên Ý. À. Và bé Tini cũng là đặt tên cho nhà chợ của mình ạ. À. Yeah. Nhưng mà tự nhiên lấy cái năm sinh của con anh Giang, xong lấy năm sinh mẹ tôi. Tự nhiên, đúng rồi. Đúng rồi. Tự nhiên lấy của anh Giang không sao ai biết.
Tại vì anh Giang là chủ sở hữu của khu này, chúng tôi phải làm như vậy. Đúng để rồi. Chúng tôi có cơm. Đúng rồi, anh xin lỗi anh Giang. Rồi tiếp đi. Rồi còn tôi đây cái thùng đây giờ chia làm sao, ba người luôn nè. Ủa, trời ơi, liên quan gì đây? Em đi tìm được cái thùng nè. Cái thùng mở ra cái loa chứ bộ. Giống như cái tên của con Giang, thật ra là cái mã số này em không biết. Nhưng mà em tự em cầm ra cái nó đã đứt ra rồi. Đúng rồi. Thì là thiên ý. Đúng không ạ? Thì cái loa này em xin để lại đây để cho anh em tới đây nghe nhạc. Đó là không, đó là một option. Ủa? Đầu tiên. Nghe nhạc anh còn có loa xịn hơn trong phòng nữa. Em hiện tại là em mặc định em có cái quyền với cái loa luôn. Option thứ hai là ở trong đây tất cả mọi người đều đã có quà rồi. Trừ em với Tiên. Thì em có 1/3 cổ đông trong cái loa đó. Anh nhường cổ đông cho Tiên. Em nhường cổ đông cho Tiên. Rồi. Rồi mọi người tự quyết định. Rồi. Thử có 100% có nhường không? Hay đúng rồi. Để thấy khó vô chứ. Chắc chắn là các bạn ba là không nghe được rồi. Rồi đương Tiên không lấy hai anh em mình giành. Đúng rồi. Nhiều ít bị. Nhiều ra ít bị. Đó, anh ra đó hai đứa đi. Đó. Bây giờ nè. Không lẽ giờ không nhường. Đã có cái loa Marshall rồi, cần chi có loa JBL này tôi nữa. Tôi thấy ngày hôm nay cô Tiên hay là cạnh tranh với cô ba lắm. Anh ra cái búa. Đó là chuyện của anh. Nhường cho em. 1, 2, 3. Đây mới là lòng người. Kìa. Mời Phát Lan nhận quà. Hay quá. Mà phỏng là em có hai cái loa em xài gì cho hết. Đúng rồi. Hai cái loa này về là đợt sau lên là nó sẽ đắp lên người em. Là em đổ cặp loa lên đây đó. Ta-da. Tối nay muốn nghe điệu jazz của anh không? Ở đâu? Là bãi cỏ này, nơi khu vườn hoa nở. Nơi khu vườn hoa nở, anh em cùng chiếu. Rồi bây giờ tiếp theo là gì? Tiếp theo là xong cái trò chơi rồi, bây giờ mình vô mình chỉnh lại cho đẹp đó, mình ra mình chiêu buổi tối. À, rồi. Chỉnh là tôi đẹp nữa hả? Dạ thôi khỏi chỉnh luôn. Khỏi chỉnh đi anh ơi. Tiếp nói em đẹp rồi hả? Ủa nhưng mà ý là giờ vô chỉnh gì vậy? Yến bé nói đẹp quá rồi. Không phải, là không có gì để chỉnh. Ở nhà trời mà này, anh em mình mỗi người sẽ chỉnh lại lòng người. Đi. Chỉnh là cái nết đi, thôi. Đi thôi. Ra đó ngồi luôn. Đi. Anh chị em ơi, anh chị em xuống đây. Anh chị em xuống đó. Tí ăn được gần không cưng? Dạ không. Nghe hấp xả hả? Nghe hấp xả có gừng thì nó ấm. À không sao đâu, anh cứ bỏ vô đi. Ít hả? Em không có nhai được thôi, nhưng mà nó có trong thì vẫn ok. Nó này gì? Này Phát. Lấy mùi thôi. Tháo ở dưới. Đây, để em làm cơm chiên cho. Thôi bậy. Món này anh làm sao ăn mới được chứ không là Trung Quốc á. Anh có một cái thói quen là rất thích ăn tỏ và bí không? Hành lá bấm, hành hoa, tan phở ăn gì cũng rất nhiều hành lá. Phải ăn mới ăn được. Và anh ăn xong là không còn miếng hành lá luôn. Anh sẽ làm cơm chiên nha. Mùi lạp xưởng kìa má ơi. Lạp xưởng này anh đặt riêng luôn ngon lắm. Hãy đem cắt lạp xưởng cho anh. Em biết cắt, anh để anh muốn cắt chỗ nào anh nói em đem cắt cho. Đây anh cắt mẫu cái nè. Cắt hạt lựu đúng không? Exactly. Tính ra bé Tiên ok chứ bộ. Ok hơn bé Hân nhiều. Nói chơi chứ. Đứa nào cũng dễ thương. Coi chừng nước tay nha. Không nước đâu. Không có đẻ kịp đâu đền á. Bao nhiêu đây đủ chưa anh? Ôi, hay là quá nhiều? Cầm cẩn thận em ơi. Đi bé. Chừng đó được rồi. Thêm miếng tỏ đi Phát. Will thích tỏ thêm miếng tỏ. Ê Tiên ơi. Can I have two trứng vô đây? Bé. Mới em làm bằng gì nè. Để giữa. Nó như cái bập bên đó phải không? À. Nó như cái bập bên thì em sẽ dễ hơn lại. Lên cao xíu lên này nè. Bập bên nha. Đúng rồi. Từ từ lại. Rồi, bóp cho nó nhuyễn hết đi. Coi chừng phỏng nha. Chúng ăn bánh tráng trộn quá. Bóp cho nó tơi đi nha. Nhà Will nấu cho mấy bé bóp ăn nhẹ tay cho Letty. Biết nấu mà tại lười thôi. Bóp nhiều quá nó nát. Nên lâu vẫn làm. Dữ dàng. Biết chứ sao không? Một phần là anh ăn chế độ khác. Chimmer hả? Không phải, anh ở nhà anh kêu anh đi tập về đó. Ở nhà anh chỉ một là anh lấy đùi gà anh nướng, hai là anh luộc tôm anh ăn. Còn không thì bò anh xào với rau hết nhé. Anh không ăn tinh bột luôn. Ít ăn. Lát cho Quyên ăn tỏi sấy với cơm mình ngon lắm Quyên. Dạ. Yeah. Cho ra mỡ anh. Đúng rồi, với lại cho nó chín. Cho nó chín. Tỏi thôi. Vô luôn vô, nha. Vô. Anh ăn cung Thiên Bình hả? Anh 24 không biết cung gì? Có thể là Kim Ngưu hoặc là cái cung trước là Bạch Dương. À. Những người đàn ông ở đây đều biết nấu ăn. Cô gái duy nhất ở đây thì không biết đâu mà. Trừ anh không biết đâu. Anh làm cái gì vậy? Sốt Thái. À. Thường là một ngày thì với một cơ chế tiêu chuẩn của một người mẫu hoa hậu thì ăn được bao nhiêu chén cơm?
em đâu có tiêu chuẩn gì đâu, em ăn cơm cũng nhiều á. Thế như mọi người bình thường. Không biết, em thấy mọi người ăn, bạn bè em ăn cũng thoải mái à. Thấy tiền dễ tính quá ha. Ừ em dễ tính. Thấy tiền không có đòi hỏi gì luôn á. Làm việc em cũng dễ. Ăn thôi. Cái trứng này nó quá đẹp mà mình không muốn. Không nở phải không? Không có muốn. Trời ăn không biết ăn hay xong, ăn miếng lo sợ miếng nhớ gì không? Nói gì? Nhớ là chuẩn bị Tết rồi. Ủa vậy hả? Mình hết năm rồi, trời ơi. Cho gì anh thấy quảng cáo TV là bắt đầu thấy xuân tới rồi đó. Ngon quá Nhan ơi. Có móng hả? Tỏi. À, tỏi phi để anh trên. Quên, xíu rồi quên nè. À, trời nhiều vậy hả? Ngon lắm bé, ăn đi. Ăn vô cơm nó đỉnh cao luôn. Có kim chi nha, nếu như ai muốn ăn. Wow. Nhan ơi, em hiểu tại sao Phát La là làm quản gia ở đây rồi. Ừ. Như đây toàn được ăn ngon không à. Ừ. Anh có hơi thơm không? Anh đang im lặng. Sắp đóng cửa khu này rồi. Thì chắc là nhờ anh Phát La mà sắp đóng cửa. Sao em hay có định kiến nhanh. Bé này nó gì nè. Ừ. Nó luôn luôn chọn đối thủ của nó là tao. Ừ. Vừa tâm. Đúng. Luôn là kẻ yếu nhất trong đây. Ừ. Còn luôn bằng những cái đứa mà hay sân si là em. Ừ. Dơ dơ là ông Tuấn. Ừ. Có chiến thuật. Định nghĩa với mọi người rồi. Có chiến thuật. Có đâu. Cái đó là mọi người tự định nghĩa cho mình. Ừ. Chứ không phải là em. Trời. Chuyện đi podcast vậy. Những cái gì em xây dựng từ trước giờ qua chương trình này là lỗ hết rồi. Ủa? Mày không có xây dựng gì anh? Nhưng mà Tiên là một trong những người hoa hậu mà em thấy rất là gần gũi. Ý em chê Thiên Ấn vậy? Thiên Ấn là một người... Ghê luôn á! Thức đúng không? Đúng không Phát? Hả? Bé đẹp chi thức đúng không? Chưa hiểu. Hả? Thiên Ấn á. Ý anh nói Tiên không có chi thức hả? Miệng cười mà lòng đỏ gấp trăm lần. Tại vì đang chơi Thiên Ấn lại. Ý anh kêu là em không chi thức hả? Đúng rồi. Đó có chị học mà. Tại sao Thiên Ấn không chi thức? Đúng rồi. Mọi sự so sánh đều hợp khiển và không đem đến kết quả gì tốt đẹp. Không, anh Giang là người so sánh chứ không phải. Ai là người bài mưu? Ủa? Mình có đang thiếu ai không ta? Nhà Phương. Ủa? Thiếu người phải không? Ừ. Thiếu ai đâu? 5 người chịu giờ. Ủa em bị chết lát rồi. Chết nãy giờ đi 5 người mà tưởng 6 người không? Ăn thật sự thấy Tết tới. Nhưng mà anh Giang tính hợp lý quá không? Ăn cơm dưới đây xong lên kia chiêu. Đúng rồi. Chứ đem cơm lên kia là... Là không được, không chịu được. Là no đấy. Bác ăn nữa hả bác? Em ăn nữa. Dữ vậy ta? Ủa em không ăn hay vậy? Sáng giờ em có để ý anh Giang đang có vẻ như là cắt tinh bột. À, không tại vì á, thật sự anh là người ít ăn. Đúng rồi. Cái người mình có ăn là nhìn ra ăn nước nấu, nhìn dĩa hồi chuyện xong. Cái làm nhỏ nhìn cái miệng em ăn no. Thấy ăn ngon quá. Hay vậy? Quá ngon. Chiều wow. Thôi. Ủa là lá là lô. Lady and gentlemen. Yeah. Welcome to my home. Chúng ta sẽ có bia. It's great để mình chill với nhau. Tôi sẽ không uống đá bởi vì tôi khoái cái độ đậm đà của nó. Bia Việt Nam chất lượng quốc tế cho mọi người. Rất là chất. Ai mà thử đi rồi sẽ ghiền đó. Cheers. Cheers. Nhớ nhất là cái đợt đó anh tham gia cái show gì mà lúc đó anh với chú Chí Tài nè, với anh Trấn Thành với cô Việt Hương. Wow. Bữa đó tại em thiếu ngủ, anh mệt quá. Cái kêu, xong rồi mọi người ngồi kêu, anh nói kêu là thôi, quay nhanh về đây, quay đại nhanh về. Anh Nhan kêu, quay qua, đại gì mà đại, quay vui, đại gì. Anh Nhan hay cọc vậy đó. Ừ mà căng lắm. Ừ, kiểu nó không đúng mà. Anh Nhan hay cọc vậy đó em. Ừ, anh hay lâu gì, mày đâu rồi. Nè này cọc xong bên đang nha. Phật lòng rồi là phần lòng tiền bối rồi. Chết rồi không biết sao. Phật lòng càng cũng nè không gà. Anh sợ làm gì mà nó không vui đó. Tại cái nghiệp của mình là nghiệp vui. Mình phải mang tiếng cười á, mà làm gì mà không đủ tiếng cười khán giả sẽ không thương mình nữa. Anh sợ nhất là chữ mà không thương á. Ừ. Ghét thì anh không sợ nha. Tại vì ghét mình đến ít người lắm. Còn những người thương mình nhiều lắm mà họ không thương nữa. Thì cái người thương đã không còn rồi, mà còn người ghét không chỉ có chết. Con đường kiếm cơm không còn nữa. Nên lúc nào phải làm bằng mọi giá là phải cười, phải vui. Còn có chuyện mệt thì tính sao? Ừ. Đồng ý, vô. Đấy, vô. Vô cho cái sự hả? Cheers. Có tâm của anh Giang. Một năm nay mới uống bia hả? Ừ. Mới uống bia lại luôn. Vậy hả? Không vậy muốn. Quá ngon. Lần đầu tiên uống bia này á. À. Một người là lần đầu tiên uống bia này, một người là một năm nay mới uống. Cả hai đều ngon. Thế là hai mai chúng mình phải làm quảng cáo cho bia này. Phải bút thôi. Quá tuyệt vời. Hay quá, cài cắm quá hay. Bia là tên gì nhỉ? It's wet. It's wet. It's very good.
Quảng cáo giả chân. Ừ. Trời ơi, anh Will ơi. Bây giờ mình sẽ hỏi Tiên về những cái thay đổi của Tiên từ lúc mà là chưa là international này, international đúng không? Ồ. Lúc mà chưa international với international là hoàn toàn khác biệt luôn đó nha. Dạ. Có bây giờ em nghĩ là em sẽ có một cái vị trí nào đó trong top 10 không? Không, em nghĩ top 10 em nghĩ là cũng chắc là cũng có thể. Cũng có hy vọng. Cũng có hy vọng. Lúc đó em muốn là em được top 5 cơ. Nhưng mà em nghĩ lúc đó top 10, lúc đó là Việt Nam chưa có ai mà kiểu top 10 mà top 10 được chọn chính thức á. Ừ. Là em cũng nghĩ là hả? Nên là đa phần là vote thôi. Nên em nghĩ là top 10 thôi. Lúc đó em nghĩ thôi như vậy là cũng có hy vọng là về là ok rồi, không bị chửi rồi. Em nghĩ là tới top 5. Em nghĩ là tới top 5, lúc em vô top 5 là em nghĩ là quá đủ rồi. Đạt được mục tiêu. Đạt được rồi. Quá đủ rồi, quá mệt quá rồi. Quá đủ rồi. Đạt được KPI rồi. Về nhà thôi, vui rồi. Xong rồi vô top 3 hả, rung rời cái chân luôn đúng không? Thì em hết hồn luôn, lúc em bị bất ngờ, em không nghĩ là ở sâu dữ vậy. Mà tới khi mà trả lời phỏng vấn thì sao? Lúc mà tâm trạng em như thế nào? Lúc đó tâm trạng em thì em nghĩ là thấy như là kiểu như không còn gì kiểu mình lo nữa, em thấy là như đó thấy đủ, không cần phải bị áp lực nữa. Em nghĩ là như đó mình đã top 5 như đó đủ rồi, không? Như anh nói là thiên thời địa lợi nhân hòa là lúc đúng đó rồi. Là cái mặt sáng bừng, cái thần nó mạnh, quần áo bước đi tất cả mọi thứ đều nó đều trộn thành một á, hòa huyện đó. Dạ. Cho nên là cái trong một cuộc thi hoa không phải là người ta tìm cái người đẹp nhất đâu. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Không bao giờ tìm người đẹp nhất, bởi vì đẹp nhất thì mình sẽ bằng đẹp bằng nhiều nước được. Nhưng mà là tìm một cái người mạnh nhất trong trong cái vàng đó. Với lại ở những cuộc thi quốc tế thì cái vẻ đẹp nó khó nói lắm anh, kiểu không, không có cái chuẩn chính xác. Đúng, đúng rồi, nó nước Á nó đẹp kiểu khác, Âu nó đẹp kiểu khác, ở Phi nó đẹp kiểu khác, người ta không tìm vậy đâu. Quan trọng là em thấy cuộc thi họ lúc nào cũng vậy. Một cái người mà có kiểu có cái hào quang hoa hậu, người ta gọi là hào quang hoa hậu. Mà cái hào quang rất là khó nói. Có những người anh chỉ bước vô, mặt nhiều khi nhìn không nhìn kỹ không đẹp hay gì hết trơn, nhưng mà tự nhìn vô là Vi Bọc Vàng là nhìn thấy người đó đầu tiên. Bé đúng nè, cái năm Tiểu Vi đăng quang á, là cái năm đó là em hát cái MV cho cái chương trình Hoa hậu của Tiểu Vi ở Đà Nẵng. Đúng. Lúc đó em quay trên xe là tất cả Hoa hậu đứng xung quanh em nhảy nè. Em quay vòng, cái quay vòng. Thì mấy bé nó cũng chào thì mình chào lại. Xong, tối hôm đó em về, anh nhắn cho bên Sen Vàng. Bé này anh thấy nó Hoa hậu đó nha. Kiểu bé kiểu này nó là lạ cái mặt, nó rất là lạ trong cái đợt năm đó, đúng thiệt Hoa hậu luôn. Kiểu nó hút quá, kiểu một đi vòng ở đây đụng Hoa hậu. Nên là vậy đó. Không có tinh tế hồi đó không đi làm phục vụ hả gì? Không có. Trừ 3 điểm thanh lịch. Tiên cho anh hỏi nè. Ví dụ như tại vì ca sĩ tụi anh á, kiểu tụi ước mơ tụi anh là làm ca sĩ, là diễn viên đi. Thì khi mà tụi anh đạt được ước mơ á, thì tụi anh có một cảm giác rất là thích, là vui sướng. Nhưng mà không biết nó có giống cái cảm giác mà kiểu được Hoa hậu gánh vác trọng trách trên vai rồi, rất là kiểu như là nó có vĩ đại hơn hay gì không? Em nghĩ vĩ đại hơn thì chắc cũng không có, tùy theo mọi người thích đam mê với cái mục tiêu như thế nào thôi. Cái giống như cái lúc mà đăng quang thì chắc chắn ai cũng sẽ có một cái cảm giác rất là sung sướng đi ha. Nhưng mà cái khoảng thời gian sau đó mới kiểu là quan trọng, có thật sự là gọi là đảm nhận được cái trọng trách đó hay không. Em thấy nó cũng giống nhau, chỉ là khác cái tính chất công việc thôi. Với là nghệ sĩ thì em thấy là mọi người là có một cái chuyên môn nhất định hơn và cái cống hiến trong nghệ thuật nó rõ ràng hơn bọn em đó. Cũng đúng. Thật ra không biết là mọi người sao chứ em thấy là với cái công việc hiện tại á, với cái cuộc sống hiện tại, làm cái gì em cũng phải có mục tiêu hoặc là kế hoạch. Đúng rồi. Thì cái đó mình mới có cái cảm hứng để mà mình có thể làm việc lâu, duy trì được cái chuyện đó. Đó lý do em nghĩ là đó cũng là lý do tại sao mà nhiều bạn thích đi thi, là để có cái mục tiêu rõ ràng nhất là đạt giải quán quân hoặc là đạt cái giải thưởng cao nhất. Trời ơi, cái nước ngon quá. Cay quá, mà ngon. Cái căn này anh đặt tên là Destiny thì Đà Lạt. Căn tiếp theo anh sẽ đặt là tên con trai. Đúng rồi. Anh có chia sẻ về tên con trai của anh cho... Anh chưa đặt nữa mà sao chia sẻ. Anh thì đặt tên con là anh không có ép gì trơn. Khi nào tự nhiên đến lúc đó thì lòi ra là anh đặt thôi. Ủa mà anh không có coi hả? Em thấy dạo này người ta hay coi á. Coi thần số học. Ừ, coi thần số học. Em nghĩ là nếu mà là con trai á, anh đặt là Thiên Phát đi. Tại sao lại tên Phát? Tên Phát nghe hay mà, Thiên Phát. Tao sợ mấy thằng tên Phát lắm. đặt Thiên Lôi luôn. Anh hai đứa sao anh có tính kiểu giảm bớt công việc không anh? Không rồi, em tính vậy. Đừng có tính. Không tính. Tính công việc nó giảm kỳ lắm. Miệng gỡ, phun miếng nó lại em. Trời, phun ra ngoài phun vô em.
Hôm nay em lộ nhiều thứ lắm á Tiên. Ủa em lộ gì? Ừ. Lộ gì đâu ta? Lady and gentlemen, hiện nay Tiên là chưa có người yêu. Dạ. Thôi không cần đâu. Đâu, anh hy vọng là em sẽ tìm được người mà nó phải hợp với em. Dạ. Để đừng có làm khổ em, để em còn đi làm việc, cống hiến cho xã hội. Anh thì nghĩ vậy thôi. Cảm ơn anh. Mà tính bé này cũng tính cách tính tính mạnh á, phụ nữ như là tính, cũng tính hơi mạnh á. Không, em đàn ông mà. Không, em thấy Tiên hay chỗ là mạnh ở bên trong nhưng mà mềm mỏng bên ngoài. Thấy thôi đó, có nhiều người là mạnh trong mạnh ngoài luôn, nhìn cứng. Tại vì em là thần số học là 11 đó. Ừ, là gì? Cả giúp con số 1 và số 2. Ừ, anh là số 9. Em thấy cái đó cũng đúng, ý là cái người số 11 người ta sẽ có mang hai năng lượng con số, cho nên lúc nào cũng sẽ có sự mâu thuẫn đối lập. Và có cả hai cái âm dương trong người đó. Phải Tiên đang nói chuyện không? Không phải đâu. Không. Phần âm đó. Âm đó. Xuất ra. Xuất ra. À anh số 9 hả? Thấy nhiều người nổi tiếng số 9 kìa. Vui nói anh mới biết á. Trời, thằng đó giờ cũng qua thằng đó cũng qua thấy thằng số học rồi hả? Số 9 là sao ta? Số 9 là số 9 những là người ta. Là phải muốn giàu có là phải giúp đời nhiều. Thật ra số 9, số 10, số 11 đều phải là giúp đời. Đúng rồi. Làm những công việc tần số mà liên quan cao. Đến cộng đồng. 11 thì là hơi tâm linh. Kiểu đi dạy, đi dạy, đi dạy mà. Lo nuôi thêm cả Như Buka nữa mà. Giúp đời. Thì anh nói em báo đời. Như thật sự là đang độc thân không á. Như độc thân. Em có thích Như hả? Đâu, bảo đời cưới em hoài gì. Cho em hỏi mọi người một câu được không? Hỏi đi. Cái mong muốn của mọi người trong thời gian hiện tại là gì? Anh à, anh đang muốn đi miền Trung. Mà anh không đi được tại lịch anh nhiều quá. Đi miền Trung về nhà thăm nhà anh? Không, đi giúp mọi người chứ. Anh luôn đi mà, tại vì không, mọi người không biết thôi. Anh đi hồi xưa giờ rồi. Tới anh Will. Tới anh hả? Anh muốn bình yên em. Bình yên thì lúc nào chả muốn bình yên. Cái gì mà cụ thể hơn chứ, trong thời gian hiện tại hả? Chứ ai mà không muốn bình yên. Cái quan trọng là muốn người xung quanh mình vui thôi. Trời ơi, anh trả lời anh là hoa hậu ứng xử hả? Thì người xung quanh thì mọi người tự hiểu đi. Thôi, vẫn là một câu trả lời ứng xử, không có chung chung. Hoa hậu là cũng đã trả lời rất cũ rồi đó. Đúng rồi, cái câu cũ, bây giờ hoa hậu thời nay người ta phải trả lời trọng tâm anh ơi. Cụ thể hơn thì anh rất khao khát mua được một cái penthouse. Wow. Bên nào mất tiền lắm á. Bây giờ tháng trước mới lướt cái TikTok thấy cái penthouse ngay khu mình ở 150 tỷ. Ôi mắc lắm, chỗ khu anh ở là mắc đấy. Em thấy ý là mà penthouse 150 tỷ là bị lố. Không em. Thôi đúng thiệt. Hai view em. View bên phải thì nhìn qua Landmark 81. Góc hả? View ở đây thì nhìn thẳng qua sông mà Sài Gòn. Đặc biệt là view vĩnh viễn. View vĩnh tại viễn. Vì trước nó không còn cái này. Mà nó cũng có hồ bơi riêng luôn. Cũng được. 150 tỷ nó mua nhà đất làm cái khu có vườn này kia. Nhà bơi rất nhiều đất luôn. Ừ, ý là một cái khu bự. Đừng mua nữa. Hồ bơi. Hãy mua căn này của anh hả? Ừ. Tiếp. Anh hả? Ừ. Giờ thì mong muốn hiện tại chắc mong cho mẹ khỏe thôi. Tại vì thấy mẹ lớn tuổi quá rồi. Tại vì em thấy em càng lớn thì mẹ em càng già. Thì em mong mẹ khỏe thôi là được rồi. Chứ còn nhiều tiền mà kiểu không có mẹ thấy không ý nghĩa. Phát là lớn lên với mẹ thôi. Đúng là trời dưới gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. À ý anh kêu là đèn á hả? Không, ý là chơi với lại mấy người nói chuyện hay đó. Bé này sao cái trời ơi giờ em rồi. Đọc sách nhiều quá. Hay ao quá. Tại lúc đầu anh nói chơi với mấy người, anh có hình dung trong đầu là Kiều Minh Tuấn với làng Chris không à? Không, mấy người xấu, em nghĩ mấy người xấu không vậy? Nhờ bé Ti mà mới ra được cái người mà sáng cái đèn sáng đó là ai? Rồi mà em ở với mẹ. Em ở với mẹ. Thì là ở với mẹ luôn? Ở mẹ từ nhỏ. Lâu rồi gặp Lan Thị Ngọc không? Vẫn gặp, Ngọc đang thi một cuộc thi. Tỷ tỷ không? Mà Ngọc với em vẫn có nhiều hoạt động chung. Ừ. Bữa anh nhắn tin cho Ngọc, hình như Ngọc đang ở bên Anh hay bên Mỹ gì đó. Mỹ hay sao? New York Fashion Week. Tiên. Chưa nghĩ ra nên em nhiều cái quá. Ừ. Nhiều cái quá. Cái mà mong muốn nhất khi mà anh nói câu đó là nó hiện ra trong đầu em liền. Cái đúng gì hiện ra đầu tiên á? Hai cái được không? Được luôn. Em muốn là mua được nhà cho bà em nè, với lại em đang có một cái dự án là vui lên nha, là xây những cái khu vui chơi ở bệnh viện nhi trên khắp tỉnh thành toàn nước. Đang xây 5 cái ở trên vùng miền Trung Tây Nguyên rồi. Ba tái, nói chung là đang mong muốn cái đó sẽ thành công trong thời gian ngắn nhất. Được, đó nên làm. Cho anh ké được. Ở đâu đó em quyết. Ok. Anh thì đang muốn làm một cái này nè, nhưng mà
Tức là anh có thấy mấy trẻ vùng cao á, bữa cơm có mấy nghìn à? Đúng rồi, cái đó cũng hay ghê luôn á. Nhưng mà nó có một cái dự án là nuôi em cũng làm giống giống vậy anh, là cứ nuôi nuôi trẻ em ở trên vùng cao vậy đó. Mỗi tháng gửi tiền tới. Anh muốn làm cái mà gọi là thay đổi bữa ăn cho các em vùng cao. Tội, nít mà, ăn có mấy ngàn đồng bạc tội lắm. Con nít nhìn tụi nó ăn thấy thương. Thay vì mình ăn ba con mực thì bớt lại con. Là anh sẽ lòi ra một phần 10.000. Tại con mực nó phải hơn 10.000. Ăn họ cũng hết. Cho thì nó còn. Đúng. Vô. Vô. Cho đi là còn mãi. Dựng vợ gả chồng cho ông Phát La. Anh Phát La phải theo một cái mục đích nữa chứ, là lấy chồng lấy vợ ấy, lộn lấy vợ. Cho Phát La là cũng có hai nhân cách đúng không ạ? Có âm dương đúng không ạ? Chồng. Vợ là cho Phát La, còn chồng là cho cô Ba. Cho cũng cũng cực quá ha. Kiếm bạn đời cho anh Phát cũng cực quá. Phải kiếm hai người vậy đúng không? Không phải. Tiền với tiền thì sao? Nói chung là duyên số đến thôi chứ ép sao mà được. Mình cứ làm tốt những gì hiện tại mình có thôi, sao giờ. Còn duyên thì hết duyên thì đi, nếu kéo thêm chi cho đời đâu khổ. Chính là anh ở đây luôn đó. Anh ở đây chứ, em có muốn tâm sự với anh không? Em cũng rất là thích những cái chương trình, những cái dự án, những án cộng đồng á. Thì khi mà nếu mà mọi người có làm á, thì mọi người kêu Ashi với. Ashi giúp được cái gì thì giúp. Còn năm nay thì em sẽ ra một cái series. Oh. Về đúng chuyên môn của mình là nhảy. À đánh mạnh vào nhảy luôn hả? Dạ. Em có cần tụi anh hỗ trợ không? Hả? Nếu như mà mọi người anh Giang nhảy em mời rồi bùm ba là bùm mời mà mọi người đồng ý là em là quá tuyệt vời này. Hiện tại thì đã chạy được 3-4 tập rồi, cũng có những cái tên khá thân thuộc với mọi người. Thằng này cười hả? Tên khá thân thuộc, có ai ở chỗ không mà cười ai? Lan Ngọc đồ đó. Có anh, có chị Lan Ngọc thôi, có ai nữa sao vì anh cười vậy? Có Hoa Hậu. Hoa Hậu? Ghê vậy? Hoa Hậu nào? Hoa Hậu này dám nhảy với anh. Thiên Ngân hả? Ủa gì vậy? Nói gì vậy? Sao tự nhiên mọi người nhìn thấy là em nhìn đâu, nhìn em hả? Ủa? Anh tưởng là em, nó Hoa Hậu, anh tưởng em. Không, khùng quá em. Tiên nhảy không? Không. Tiên nhảy hơi bị giỏi luôn á. Tiên là em nhảy cứng lắm. Nhảy cứng là nhảy giỏi hả? Cứng á, cứng nghề. Cứng nghề hả? Cứng nghề. Tiên ghê thiệt, gì cũng dám làm á. Thu anh thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ sau này á, không biết mọi người sao chứ nghệ sĩ mà ra sản phẩm á phải suy nghĩ kỹ lắm. À đúng rồi. Tại vì hồi xưa sẽ có được sự hỗ trợ từ nhiều phía đối tác rồi này kia, nhưng mà sau này là kiểu không ai chơi nữa hả? Kinh tế nó cũng có vấn đề đó. Cho nên là mình cũng phải tự lực cánh sinh thôi. Cái series của em là có ai đồng hành cùng em không? Không luôn á. Hai cái luôn á, từ đu đêm tới nông dân là em tự làm hết. Mà có công ty có hỗ trợ không? Không. Em tự làm hết mà, tự tiền của em mà. À. Công nhận là làm series hết cực. Mà cũng chưa chắc là cái nào cũng thành công hết. Thôi chúc cho tất cả những dự án, được, những cái dự định của mọi người đều thành công. Cuối năm em còn quay đu đêm 2 nè. Chúc cho dự án thành công. Đu đêm là đi mấy cái nghề ban đêm vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Vâng, em đang suy nghĩ nhiều cái là em đang muốn kiểu mời nghệ sĩ ở phía Bắc. Để trải nghiệm văn hóa về đêm của người Nam. Bác đang suy nghĩ vậy. Kiểu giao thoa văn hóa giữa hai miền Nam Bắc vậy đó. Hoặc là em chọn những người mà chuyên sống về ban ngày. Vậy em mời mấy bạn làm văn phòng á, em nói quay đi, quay với tôi, vui lắm, đúng 7 sáng tôi thả rồi 8:30 vô làm luôn. Anh có rất là nhiều cái show á và cũng như là cái công việc á. Anh rất là muốn mời em. Anh ngại tại vì anh nó là vậy nè. Hay mời những bạn thân quen rồi mình biết nhau, mình gặp nhau nhiều, mình mời chứ tự nhiên người xa lạ. Sợ ngại cho đôi bên cho nên không có nhắn cho em. Thì bữa hẹn gì cái hôm mà tự nhiên anh Giang, em lướt TikTok em thấy là anh Giang anh khai trương cái cửa hàng mới. Sẽ có nhắn tin cho anh Giang là chúc anh chị khai trương Hồng Phát. Xong cái anh Giang tự nhiên nhắn lại là ôi em, anh không dám mời em. Thiệt. Anh không dám. Tự nhiên bạn nhắn tin là bạn nói là chúc khai trương Hồng Phát, anh mới chờ dễ thương quá. Tại em thấy sao em ôi anh không dám mời em. Ủa cái gì em không dám mời? Cái dí em cũng nặng lắm. Cũng nhiều người luôn, anh Lâm cũng vậy nữa. Anh Lâm cái lúc mà mời em đi cái thiền viện giúp Lâm là đi từ thiện, anh Lâm cũng nhắn là cũng anh có mở quán sinh tố, cũng tính anh em cũng xuống chơi nhiều, anh cũng tính rủ em mà anh cũng ngại quá, nhưng mà này chương trình từ thiện nên là mong em đi nha. Giống như là mình chưa mình không bao giờ hay đi với nó vậy. Nghe nghe Hoa Hậu cái sợ không dám mời. Cái liền khi mọi người sợ em không phù hợp đó. Không, thật sự tại vì lịch trình của Tiên cũng khá là dày, mình có thể thấy được mà. Với lại cũng ái ngại bên phía công ty nữa. Mình mời họ cá nhân họ rất là muốn nhận, nhưng mà nhiều khi họ với công ty có những cái hợp đồng ràng buộc mà không nhận mình thì họ không ngại.
mà họ nhận mình thì họ ngại với công ty, đó là lý do đa số là ngại như vậy. À. Chứ còn cá nhân thì nghệ sĩ hỗ trợ là chuyện bình thường. Ừ. Cái đó là cũng là một cái mà rào cản. Rào cản á, thật sự em với Song Luân á chơi rất thân nhau. Ừ. Nhưng em mời Luân rất là muốn nhận nhưng mà lại không Luân nhận. Phải hỏi công ty. Phải hỏi công ty. Tại vì làm việc công ty phải tôn trọng công ty, đúng cũng đúng. Đúng rồi. Nhưng mà tính ra cái thời bây giờ tụi em như là xuống. Hồi đó trước anh với Ti trong số 5 á. Đâu, mà... hồi trước em bị đàn áp dữ lắm hả chồng? Không phải đàn áp. Có làm kỹ gì mà số 5 cái em cứ em ngồi lạnh xuống vậy. À, bữa đi diễn đầu tiên chỉ có giá 5.000 đồng. Ừ. Chia ra. Nhưng mà kiểu như tụi anh tụi em ai muốn gọi tụi em không dám gọi luôn á. Không phải mà kiểu ai tụi em cũng tụi em không thể chơi với ai. Không ai chơi dạng vậy. Không ai chơi tụi anh. Không, tại vì hồi xưa tụi em một tháng chỉ được đi ra đường một lần duy nhất. À, vậy hả? Ừ. Mà trốn là còn bị mét nữa. Nhưng mà tại sao không cho ra đường? Tại vì lúc mà đã debut chưa? Nhưng mà em nghĩ đó cũng là một cái điều tốt cho tụi em cái khoảng thời gian đó. Khoảng 2-3 năm đầu thôi. Là debut, là anh đã debut chưa? Chưa debut và debut, debut cũng bị 2-3 năm đầu. Tại vì sau đó thì hết. Thấy em nhiều tâm sự quá vậy? Em à, em không. Thấy chất chứa. Chất chứa quá, thấy uất quá. Từ trong những cái cách nói chuyện, trong câu hỏi rồi cũng chất chứa. Câu hỏi nãy vô là ước mơ của mọi người là gì? Tự nhiên nó trầm buồn. Giống như đang bị lạc đường giữa dòng đời. Không thì ấy mọi người muốn chiêu mà. Chứ bình thường một khán giả đã thấy cái khoảnh khắc mình vui vẻ nhiều rồi. Thì đúng rồi, đó là lý do luôn có những cái đêm chiêu để ngồi đây nè. Với thật sự nếu mà em nói thật thì em cũng làm việc với mọi người rất nhiều. Nhưng mà em chưa có thời gian để mà ngồi với mọi người nhiều. Ừ, em nghĩ nữa. Bình thường em có đi chơi ra đường không? Không, em đi về nhà. Hỏi giờ anh có hay đi ra đường không? Giờ anh hay ra đường không? Không bao giờ ở nhà. Không gì. Ủa chứ bay đi đâu? Đi suốt vậy đó. Qua nhà người này người kia chơi. À, họ phát nè, phát đi. Có đi spa không? Spa, shopping. Ở nhà riết thì quen. Nhưng mà đi chơi riết cũng quen. Tại vì bây giờ ra đường không biết phải làm gì ngoài ăn với lại coi phim hết rồi. Đi uống không biết làm gì nữa giờ. Vậy là không có bạn. Không, bạn cũng có, nó rủ em không thích đó. Tại vì những cái thứ nó chơi em không thích á. Có ngày cứ rủ đi. Ê, nhậu không? Đi bar club không? Vấn đề là một là độ tuổi. Hai là công việc của em làm ở trên cái chỗ đó. Tụi em đi hát nhạc nó sập lên nè. Mình anh cũng không thích đi ba bắp, anh thích ngồi chiêu chiêu vậy nè. Nếu có cơ hội. Mọi người có thích cái cảm giác được sống ở một cái thành phố nào đó mình thích một thời gian không? Một thời gian của anh là một thời gian có bao lâu? Tháng hay tháng được. Không. Không. Không được. Em vẫn thấy quá 7 ngày thấy khó chịu rồi. Em vẫn thấy ở Việt Nam là thích nhất. Anh hơi chiêu không? Trời tối đi. Không, tự ý là tại vì em nói tu em hay đi nước ngoài thăng lên hay sao? Ừ. Em hay đi nước ngoài cho nên là em có thích, nhiều nước thích đi du lịch thì ok chứ ở 1-2 tháng nước ngoài thì không, em vẫn thích ở Việt Nam nhất, em thấy Việt Nam cái điều đó. Vô Việt Hòa Bình nào. Là cảm ơn tất cả mọi người đã đến ngày hôm nay. Yeah, quá tuyệt vời. Bây giờ thì tối nay chúng ta cũng đã xong một cái buổi chiêu, cả ngày hôm nay em có một cái hành trình cũng vui, từ cái lúc mà hả diễn đạo cụ rồi tiểu phẩm rồi chơi trò chơi rồi tiễn các bạn kia về rồi ăn cơm trưa rất là vui, lâu lâu mới có một cái kỷ niệm như này. Cảm ơn hai bạn ở lại, đó chính là ST và Will sẽ ở lại đêm nay, anh em mình bốn đứa sẽ đó. Còn International sẽ về. Ok. Và chúng ta sẽ hẹn một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong một cái show của em chẳng hạn. Yeah. Yeah. Nhưng mà trước khi em về anh có một lời nhắn với em, hãy giữ mãi cương vị Miss Grand Hoa hậu Hòa Bình nhé. Ủa ý anh là gần sao? Gần em thấy em hơi gây chiến. Em hơi gây chiến anh em nữa. Bạn bè. Tôi nghĩ là sau cái đêm nay là với những thông tin mà tụi anh chia sẻ cho em biết á, những cái câu chuyện vừa rồi á thì có lẽ là anh thấy là một số biết mình khá bình yên đúng không? Rất là thanh bình và bình yên. Bình yên quá anh ha. Vui mà. Rồi cô ba quản gia. Dạ. Hãy đưa bé nó ra cổng và tiễn bé. Dạ vâng. Bằng một nụ hôn nồng thắm. Hả? Trời ơi. Nụ hôn của nụ cô hôn với của cháu. Cô ba hả? Cô và cháu. Còn anh sẽ ngồi đây tiếp hai bạn trẻ. Okay. Chào, bye bye. Tụi lộn anh ạ. I love you. Xin chào. Em, đâu? Em sẽ gửi một câu thư đến cho mọi người nha. Thôi về giữ đi. Gìn sức tiểu phẩm hoài đi liền. Chỗ này diễn dữ ha. Học xong cái diễn dữ. Bà Liên đâu? Đâu có bà Ly đâu. Ở đây dưới đèn khổ lắm, sáng mở mắt ra là hả anh Giang bắt ăn sáng. Xong trưa ra là bắt đi chơi trò chơi. À, dạ. Tới chiều là bắt đầu ngủ. Ngủ tới chiều về ăn. Ăn xong chơi trò chơi tiếp, tối cái nhậu. Là khổ dữ chưa? Trời ơi. Anh nước cái gì đó làm luôn á mà không có gì để làm hết. Thế là tụi em bị nó cục. Nó cục đang nói dối đó Tiên ơi. Ôi chết rồi. Tiên, em giỡn hay là em luyến tiếc đúng không? Không phải. Chứ sao? Tự nhiên em bị nó Tiên, sao ngay lúc này xem nó cùng như thế này? Em nói dối hay gì hả? Bye bye nha. Bye bye. Em nhớ không? Em nhớ mọi người rồi Tiên ơi. Ok. Bye bye.
Về mạnh giỏi nha. Đường bé về an toàn giúp em nha. Ok. Về tới nhắn anh nha. Ok. Bye. Hai ba cùng chơi. Ba ra. Ơ mày nhẹo cái gì đấy. Ê qua đó tìm quá. Ủa đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Phát ơi, người chơi. Phát ơi. Ngồi đèo đi vô đá không vậy Phát? Ngồi đèo ra, ngồi Phát. Đèo ra. Đây, tại sao không đến đây ngay?